Hello, xin chào các bạn nha. Nay mình làm quay lại kênh của Điện Thoại Số nha. Nay mình làm cái clip làm con Huawei i9 29 loa rè nha các bạn. Này giờ mình test âm thanh cho các bạn nghe, nó bị rè là nhiều nha các bạn. Mình không có test nhạc trên YouTube được, sợ dính bản quyền nha các bạn. Nên mình test nhạc chuông trong cái này cho các bạn nghe thử nha. Các bạn nghe nó bị rè nha các bạn. Nghe nó bị rè nữa, nó khẹt nó rè nữa. Đó, nghe nó rè nha các bạn. Bây giờ mình chính hàng mình tháo máy cho bạn nha. Cái này tháo thì mình tháo cái nắp lưng này trước nha các bạn. Này tháo cái nắp lưng mà mình tháo sẵn cho bạn coi, đỡ tốn thời gian nha các bạn. Này nó có cái cọng cáp nối vân tay á, các bạn mở ra, các bạn né cái khúc này ra nha, nhấc nhẹ nhẹ lên, các bạn gỡ cái vân tay ra trước này. Này mình tháo sẵn cho bạn đỡ tốn thời gian các bạn coi á. Tháo cùng loa mình phải tháo hết cái ốc này mà. Và trước khi tháo á, thì mình cách ly cái chân pin ra nha các bạn. Để hồi mình gắn vô không chuẩn nó sẽ mất nguồn hay là chạm máy nha. Này chân pin này, cách ly chân pin này. Rồi giờ mình tiến hành mở cái cùng loa ra này. Mở cái nguyên cùng này ra nha. Gỡ cái chụp này lên trước xong mình mở được cái loa này nha các bạn. Đó, cái này cũng dễ tháo đó. Cái này là cái loa này, giờ mình gỡ cái loa ra nè. Loa đây là loa của máy nha bạn. Đó, cái này là loa bên mình này. Bên mình có bán linh kiện loa cho các bạn ở xa, các bạn đặt hàng mình gửi về nha các bạn. Bên mình có bán tất cả các linh kiện độc lạ, loa chuông mít, sửa chữa các dòng máy luôn nha bạn. Đó, cái này khá đơn giản, là ráp vô mấy cái khớp là nó dính vô rồi, không có kho hàng gì hết. Lát sơ máy ngóc rồi mình test lại thử cái loa này có ok không. Bây giờ mình gắn pin mình test lại coi cái loa mới mình có ok không nha. Thank you.
giờ mình test cái loa mới của mình này. Trong rồi ấm rồi các bạn, nãy nghe nó rè 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 rè. Đấy, nghe trong này mình không có mở nhạc được, sợ dính bản quyền cho nên hơi khó nghe cái rè chút, mà cái này nghe nó trong rồi. Bây giờ mình thế là mình ráp full máy lại luôn nha. Này tay bảo hành bên mình nha bạn, mình thay loa hay gì đó là mình bảo hành cho mình một tháng nha, như loa rẻ hay là không nghe gì nữa mình quay lại mình bảo hành cho các bạn nha, mình đổi mới loa khác. Đấy là mình phải vệ sinh sạch cái keo cũ của nó đi nha các bạn. Này có dán mình vệ sinh sạch đi rồi mình ráp nha. Này mình vệ sinh sạch rồi nha bạn. Này mình vệ sinh chú ý chứ không là sợ nó tróc thủy mấy cái nắp lưng này nha. Nó dễ tróc thủy đó, mình vệ sinh hết cái lớp keo cũ là được rồi. Mình ráp mà nhớ ráp cái cáp vân tay vô nha bạn. Nước thì mình phải xin sạch hết này rồi mình mới bắn nó mới dính được nha bạn. Cái này mình dán keo nước thì mình buộc dây thun cố định nó khoảng 30 phút rồi mình
vệ sinh lại cho khách nha các bạn. 30 phút là khô rồi. Mình test lại cái loa đó nha bạn. Ráp vô mình test lại. Loa nghe trong ấm nha bạn. Mình không có mở nhạc được cho nên mình để các bạn nghe nó hơi khó phân biệt cái rè, nhưng mà nó cái nãy là nó rè nhiều. Chỗ này giờ nó trong luôn các bạn. Rồi mình đã hướng dẫn bạn thay cam thay cái loa ngoài của Huawei Y9 2019 nha bạn. Bên mình có thay thế sửa chữa bản linh kiện tất cả các dòng smartphone này nha. Các bạn có thắc mắc hay là cần cái gì mình cứ liên hệ cái số điện thoại mình để ở dưới nha. Cảm ơn các bạn đã coi clip.